Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình lại lên cho em một lít đồ anh em nhé. Như em nhìn thấy đây, một con loa hàng rất là VIP đến từ một thương hiệu loa Bluetooth của Mỹ anh em nhé. Loa Elifer, một vài cái loa tai nghe, xin lỗi anh em, một vài cái tai nghe, một cọng dây, một vài cái chai nước hoa và cũng một hai bộ dàn thôi để lên sóng cho anh em. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình và bạn Luân vẫn ở góc trái màn hình đây anh em nhé. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Luân để có thể liên hệ biết thêm về sản phẩm nhiều hơn. Thì ở đây mình sẽ để cái máy quay ở đây anh em nhé, cố định một chút để mình sẽ giới thiệu những sản phẩm ở đây cho anh em. Thì như anh em nhìn thấy ở đây thì sẽ là một cái series toàn bộ là cái tai nghe, giống như tai nghe ngày hôm qua mình lên cho anh em, nhưng mà hôm nay là những chiếc khác rồi anh em nhé, đều là thuộc cái lô hàng đấu giá vừa rồi. Đầu tiên mình lên cho anh em con tai nghe Toshiba anh em nhé, đến từ hãng Toshiba. Con này thì chất âm phải nói là cực kỳ ngon trong tầm giá anh em ạ. Trong tầm giá con này hiện tại mình đang để cho anh em là 350.000 anh em nhé. Con này có các mút bông còn lại hết này. Chất âm con này thì mình đánh giá là thằng Toshiba này nó luôn luôn gọi là nó mua lại những cái hãng khác, và thằng Toshiba này với cả thằng Panasonic thì gần như là anh chị em của nhau anh em nhé, nó mua lại của nhau và để nó chơi cho chất âm giống y hệt nhau. Đây, dây vẫn còn rất mới, con này còn khá là mới anh em nhé. Hiện tại mình đang để cho anh em con này là 350.000 anh em nhé. Các quạt tai của bọn này nhé, cực kỳ chắc chắn anh em ạ. Cái dòng này là dòng rất là hiếm trên thị trường và ít anh em có anh em nhé. Con này có 350.000 thôi, còn khá là mới. Tiếp đến con này thì anh em để nhìn thấy cái dòng này thì dòng củ driver của nó là cái dòng siêu mỏng đến từ thương hiệu Panasonic, một trong số những con nghe khá là ngon anh em nhé. Con này thì cái phần bông của nó thì đã không còn rồi anh em nhé, nhưng mà anh em kẹp vào có thể nghe ngay hoặc anh em về có thể mua bông đấy, tùy anh em. Các cái nấc này có thể điều chỉnh được em nhé. Đấy, điều chỉnh để cho vừa tai hay không anh em tùy chỉnh được, ok chưa. Đấy, dây đeo này rắc chữ Y mạ vàng sáng chóe luôn. Và con này hiện tại mình đang để cho anh em là 300.000, nó là con Panasonic anh em nhé, Panasonic 300.000, ok chưa anh em. Tiếp đến đây thì lại là một con Panasonic nữa anh em nhé. Con này thì hình thức mới hơn con kia, phần này của nó sẽ là cái màu mận chín và cái củ Hausen thì cũng giống hệt nhau anh em, này nhìn thấy củ Hausen giống hệt nhau, chất âm cũng đều ngon anh em nhé, cực kỳ căng, cũng rắc chữ Y chân mạ vàng chóe luôn. Và hiện tại con này đẹp hơn mình để cho anh em là 330.000 anh em nhé, mã số 4, 330.000, ok chưa. Tiếp đến con này thì là một con đến từ thương hiệu Victor anh em nhé. Con Victor này thì mình đánh giá là một trong số những con tai nghe khá là ngon. Con này thì cái chữ Victor đấy nó bị mờ rồi anh em nhé, chữ Victor bị mờ rồi, chất âm thì cực kỳ ok. Cái núm cao su thì nó đã không còn, nhưng mà chất âm của con này đẳng cấp luôn anh em ạ, khá là ok đấy. Các cái dây của nó đây, này anh em nhé, rắc cũng mạ vàng sáng chóe luôn, ok chưa. Và hiện tại con này con mã số 03 mình cũng để cho anh em có 300.000 thôi. Chất âm của Victor không phải bàn anh em nhé, cực kỳ ngon. Đấy. Và con cuối cùng là con Audio Technica. Con này màu hường anh em nhé, màu hường dành cho những chị em dành cho những anh em thích sự giả dối, hoặc là những chị em mà ghét sự giả dối, thì đây là một cái con rất là ok. Chất âm quá ngon trong tầm giá anh em ạ, cực kỳ ngon. Trái phải đều ghi rõ. Đây, cái này cũng điều chỉnh được anh em nhé, rất là tiện, kẹp vào tai rất là tiện, không như mấy con tai tàu pha ke ở Việt Nam đâu. Cái dòng mà anh em mình thấy cái dòng móc tai này thì hầu như ở Việt Nam toàn thấy là tai Trung Quốc thôi, tai xịn rất là hiếm anh em nhé. Và đây là một trong số những lô hàng mình đấu giá rất là hiếm có bên Nhật về. Và con này hiện tại mã số 01 mình để cho anh em là 350.000 anh em nhé. Anh em chơi con nào có thể báo giá số mã hoặc là chụp lại ảnh để gửi Zalo cho mình nhé. Và cuối cùng là cọng dây này, cọng dây 3.5. Cọng này là cọng châu Âu anh em nhé, cọng châu Âu xuất về Nhật và cuối cùng nó về Việt Nam. Dây cọng thì còn khá mới, toàn bộ là dây dẹp chống rối anh em nhé. Dây dẹp chống rối, nó dài chất được khoảng tầm 1 mét anh em ạ, cũng khá là ok. Chất âm thì ổn, con này cũng có được 1 mét không nhỉ, xin lỗi anh em để mình đo lại tí. Không, cũng phải được 1 mét anh em nhé. Cọng dây này được 1 mét đấy, cọng dây 3.5 này được 1 mét anh em nhé, được 1 mét luôn. Và anh em nào chưa có thì có thể sử dụng cái cọng 2 đầu 3.5 này, nó là dòng châu Âu. Và mình đánh giá thì cũng khá là ngon. Hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em cái dây này có 50.000 thôi. Anh em nào lấy thì mình chuyển khoản lên đơn nhé, có 50.000 mình không gửi gọi là để cho anh em nhận rồi mới trả tiền đâu, mất thời gian đấy. Anh em nhé, có 50.000 thôi. Rồi. Thì tiếp theo, đây bây giờ đóng ra. Bây đóng tai nghe này sang một chỗ đã. Tiếp theo thì là ba chai nước hoa.
anh em nha, anh em nhìn thấy ba chai nước hoa đúng không? Hàng này là cũng là hàng chuẩn hãng luôn. Thì chai đầu tiên là chai Hugo Boss anh em nha. Chai Hugo Boss này là một trong số dòng Black, dòng đen xì luôn, đến từ thương hiệu Hugo. Vỏ của nó thì anh em thể nhìn thấy vỏ nó hơi xấu xí xù xì thế thôi, nhưng mà hương con này thì mình đánh giá là nó quá đàn ông anh em ạ, cực kỳ thơm. Và quan trọng nó còn nắp anh em nhé, cực kỳ thơm, nó có mùi ngái ngái nữa. Nói chung là nó làm cho cái dậy mùi đàn ông, rất form, rất là manly anh em ạ. Bụi bặm anh em là hay mặc quần bò đồ jean thì chơi con này rất là ok. Dung tích con này 125ml. Và con này là made in đâu đây? Con này made in UK, cũng là hàng của anh em nhé. Đấy, 125ml. Hiện tại đang để là 100.400.000. Thì mình bớt cho anh em 100.000 để chai này là còn 1.300.000 anh em nhé. 1.300.000 cho 125ml dung tích, anh em dùng vài năm chả hết được. Vài năm luôn. Tiếp đến là một chai Aqua di Giò anh em nhé. Aqua di Giò thì chai này là một trong số những cái mã rất là hiếm thấy trên thị trường Việt Nam. Con này thì cũng là made in France, hàng của Pháp này, dung tích thì 100ml. Dòng này dòng hiếm anh em nhé, giò hiếm nhá. Mùi thì siêu thơm luôn và vẫn là đậm chất mùi ngọt của thằng giò. Và con này thì nó có cái mùi đậm đà hơn cái giò trắng một chút anh em nhé. Đậm đà hơn giò trắng một chút. Và mình đánh giá chai này là thơm hơn giò trắng đấy. Hiện tại mình đang để là 1.500.000. Và mình cũng bớt cho anh em 100.000 còn 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000, 1.300.000 đi. Chai giò này cũng 1.300.000 anh em nhé. 1.300.000. Tôi cũng nắp rồi anh em nhé. Tiếp đến đây thì là chai Victoria Secret Bobocell anh em nhé. Một trong số những dòng nước hoa gọi là quá sexy đến từ thương hiệu Victor. Chất hương thì cực kỳ thơm, dung tích 100ml anh em nhé. Dung tích 100ml và con này dòng nước hoa EDP, tức là tinh chất nước hoa nên là siêu thơm luôn và bám mùi cực kỳ dai. Thậm chí là chị em xịt từ tối hôm trước mà đến tận tắm xong rồi đến tối hôm sau vẫn thơm anh em nhé. Mùi nó cực kỳ thơm mà anh em, chị em nào mà muốn thơm lâu nữa thì xịt vào quần áo nó bền vài ngày luôn. Đấy, siêu thơm luôn. Chai này hiện tại bây giờ mình đang để 1.300.000. Và mình sẽ bớt cho chị em còn 1.100.000. Đây có một cái lắp này thì không phải lắp zin của nó nhá, nhưng mà có thể đậy được. Đấy, mình tặng kèm. Ok chưa? 1.100.000. Anh em nào mà mua cho vợ thôi, đừng mua tặng người yêu, nhưng tại vì nước hoa cũ đừng mua tặng bồ tặng người yêu. Nó mất quan điểm, đúng không? Bồ tặng người yêu mình mua đồ mới. Chứ đồ cũ chỉ mua cho vợ dùng thôi, hoặc mua cho gọi là vợ sắp cưới cũng được. Chứ còn người yêu thôi, người yêu bồ thôi. Và cuối cùng ở cái đống đồ của ngày hôm nay thì sẽ là đây anh em nhé. Một con loa Bluetooth hàng đấu giá đến từ thương hiệu Edifer. Anh em thấy mình sẽ quay một chút để cho anh em nhìn tổng quan con này. Con này quá đẹp luôn anh em ạ. Đây, tháo căng rồi nhá. Con này là hàng gần như là mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé. Gần như là mới tinh chưa qua sử dụng. Thì con này có cái gì hay? Anh em sẽ nhìn thấy ở đằng trước này. Cho là cấu hình của nó bao gồm hai con loa bát đường kính khoảng 12cm. Và hai con chép này thì là công suất mỗi con là 15W, vậy một cặp sẽ là 30W. Và hai con bát là mỗi con 20W, vậy một cặp sẽ là 40W. Tổng công suất của cả con này sẽ là 70W anh em nhé. Âm trường 70W nghe cực kỳ ngon. Và mình đánh giá là con này nó phải nghe ngon với cả con Harman Kardon Play hoặc là Harman Kardon Onyx cũng chỉ ngang cơ con này thôi. Con này nói chung là ngon bổ rẻ anh em ạ, ngon bổ rẻ. Thôi hay thụt hơi mặt trước, chất âm đánh rất là căng. Bên trên này thì hơn mấy con Harman Kardon này, nó có thể chỉnh được bát chép anh em nhé. Chỉnh bát chép này, bát này, chép này và một cái luống volume chủ đấy. Phía sau thì như anh em nhìn thấy đây, series các kiểu. Đây, loa Edifer một thương hiệu đến từ Mỹ anh em nhé. Line out là aux in này, line in này, nói chung là có một nút nguồn này. Nó sử dụng đa điện, sử dụng một điện từ 100V đến 240V anh em nhé. Đây, Edifer International Limited đây. Đấy, và tất cả những dòng loa Bluetooth này thì sẽ 100% sản xuất tại China. Anh em nhìn thấy đây anh em nhé. Đấy, nó có một cái tấm này rồi. Nói chung con loa thiết kế rất là đẹp. Con này thì sử dụng nội địa Nhật thì cũng cắm điện 100, mà sử dụng quốc tế thì cũng cắm điện 220. Con này nó là phiên bản sử dụng được tất cả mọi nước luôn anh em nhé. Chơi cực kỳ ngon, chất âm rất là ngon, và tí nữa mình sẽ cho anh em nghe thử luôn. Đây, nó có đi kèm một cái khiển zin của nó anh em nhé. Khiển zin này, có chuyển đổi các cổng này. Đấy, tăng giảm âm lượng, tắt nhạc các kiểu, tắt bật này, nick bài các thứ, là tất cả trên con khiển này tất anh em nhé. Cực kỳ tiện, ok chưa? Đấy, ngon. Con này mình đánh giá nó có rất là ngon. Mình bỏ cái căng này ra để mình test thử nhạc cho anh em, đúng không? Test thử nhạc cho anh em biết chất con này như thế nào. Con này nghe hay, như Harman Kardon luôn. Và xin lỗi anh em, mình sẽ báo giá luôn.
Hiện tại con này mình đang để cho anh em giá về Việt Nam cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Con này đang để cho anh em 3.500.000 cho một con loa mới cứng luôn, gần như là mới cứng. Con này là gọi là hàng live new anh em nhé, thiếu hộp thôi. Bên Nhật nó đấu giá mình đấu giá được đây, rất là đẹp luôn. Ok chưa? Bỏ căng ra. Còn đây là con loa của chúng ta. Play nhá. Nhạc non stop anh em nhé, để cho anh em biết là nhạc bay phòng, nhạc bay được hết là lẹt hết rồi đúng không? Một con nghe cực kỳ hay anh em nhé, full option luôn, kết nối bluetooth, kết nối line in line out đầy đủ. Con này anh em mà để đầu giường thì nói chung là một cái lựa chọn rất là ok với anh em, đẳng cấp luôn. Của con loa bluetooth anh em nhé, chơi được nguồn từ 100V đến 240V để phục vụ anh em luôn, có e căng đầy đủ này, đẹp luôn. Và nó chất âm con này đẳng cấp rồi anh em ạ. Đấy. Giá thì cực kỳ rẻ, có 3.500.000 thôi anh em nhé, có 3.500.000 cho con này thôi. Đặt đầu giường rồi này, một chất âm đến từ thương hiệu của Mỹ anh em nhé, Edifer là chuẩn Mỹ luôn đấy. Rồi tiếp đến cái mã số 02 ở đây thì có hai cái cục giải mã anh em nhé, hai cục giải mã, một cục bên trên là cục giải mã không hồi đến từ thương hiệu Onkyo. Con này chính là con Onkyo N7FX, một trong số những cái mã rất là kinh điển, mình giới thiệu rất là nhiều những video trước rồi đúng không, rất là nhiều những video trước rồi. Thì hôm nay mình lại về một tiếp một con và mình sẽ lại lên sóng cho anh em. Con này thì sẽ có các chức năng như sau. Sẽ để nước hoa sang bên này đã cho anh em nhé. Đọc ghi MD tốt anh em nhé, đọc ghi MD cực kỳ ok. Nhưng mà CD thì kén đĩa anh em nhé, CD kén đĩa thì cho qua luôn. Đây mình đã ghi sẵn ở đây là không CD rồi. Ok chưa? Giải mã 24 bit chuẩn, nghe AM FM đầy đủ anh em nhé. Đấy, công nghệ tích hợp băng tần WiRAD độc quyền này anh em nhé. WiRAD là băng tần rộng đấy. Công nghệ DOA Link để tích hợp sẵn cho con này rồi. Và nói chung nó là một con dàn cực kỳ ngon, đánh 4 con sò than em nhé. Và cho chất âm thì đánh căng đét được cặp loa bass 25cm. Và mình đánh giá con này là một trong số những con dàn
cục dàn midi đánh rất là hay của thằng Onkyo và nó xếp top luôn anh em nhé, cục dàn khá là đẹp. Phía sau công suất sẽ là 55W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Với những dòng đời cao thì thường sẽ made in Malaysia. Đấy, con này cũng không là ngoại lệ luôn. Cái lá lưới tản nhiệt nó rất là khét luôn anh em nhé. Line in line out đầy đủ này để phục vụ em kết nối thiết bị bên ngoài này, kẹp anten FM này, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng anh em nhé. Súp điện out có này. Optical in để phục vụ em giải mã 24 bit đây. Và con này nó là một con giải mã sử dụng chip giải mã PCM cho chất âm rất là hay, giải mã 01. Ngoài ra thì con này có một cái cổng USB mặt trước để phục vụ anh em cóp nhạc vào USB, có thể chơi trực tiếp nhạc từ USB luôn anh em nhá. Có thể cóp chuẩn MP3 hoặc WMA vào để chơi con này. Thì nói chung anh em nào lười ghi đĩa CD thì con này có USB rồi, cực kỳ tiện. Và hiện tại cái mã này thì mình đang để cho anh em với giá là 2 triệu tròn anh em nhá. Hai củ tròn cho con này. Ok. Tiếp đến bên dưới thì là một con size khá là lớn. Con này có size 28cm anh em nhé, size ngang 28cm. Đến từ thương hiệu Onkyo. Thì con này cũng là con Onkyo tách từ cái bộ dàn chung 4 hertz rời. Suất MD tách từ bộ dàn chung 4 hertz rời của con 921 anh em nhé. Đấy. Thì con này nó con MD9121M, made in Japan luôn, công suất 12W và điện nguyên bản 100V, optical in có 2 đường và 1 đường optical out. Hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn nữa, các đường line in line out có 2 đường anh em nhé. Thì con này các chức năng như sau, chơi MD cực kỳ ngon anh em nhé. Đọc ghi MD đều tốt và con này có giải mã 24 bit chuẩn, ra chất âm rất là hay. Và thường anh em sẽ bảo là những con mà giải mã cần mồi như con này cần mồi anh em nhé, thì là sẽ nghe hay hơn những con không cần mồi như ở trên. Đấy, đây là cái đánh giá cá nhân của anh em thôi. Và mình truyền đạt lại y hệt mặt nó mặt nhôm toàn bộ anh em nhìn này. Mặt nhôm toàn bộ anh em nhé. Và con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em với giá là cũng cực kỳ tốt, là chỉ có 1.500.000 thôi anh em nhé. 1.500.000 cho con Onkyo giải mã này. Ok chưa anh em? Chất âm rất là ngon anh em nhé. Anh em đã chơi thử dòng này rồi sẽ biết được chất âm này cực kỳ ngon. Tiếp đến bên này thì sẽ là một bộ dàn mini đến từ thương hiệu Panasonic anh em ạ. Con này con là con Pana PM47MD, một trong số những con mà có chất âm khá là hay của thằng Pana. Con này thì các chức năng như sau: chơi MD tốt, chơi CD tốt, CD đọc ngon tất cả các loại đĩa anh em nhé. Có thể nghe kết nối điện thoại, máy tính, TV, có cassette bên trên này này anh em nhìn này. Đấy, có cassette nhưng thường mình sẽ không bao tại vì không thời gian dọn đâu. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX ở phía trên này anh em nhé. AUX và PMD này, các kết nối mình sẽ tặng kèm. Cấu hình loa con này thì bao gồm một con bát màng carbon anh em nhé, màng carbon ở bên trên. Và bên dưới là một con chép màng carbon, xin lỗi anh em nhé. Nhiều lúc mình nói nó rất là bị nhịp. Chép màng carbon. Và bên dưới cũng là con bát màng carbon gân mút zin. Mọi thứ con này thì chơi cực kỳ ngon anh em nhé. Chất âm con này thì mình đánh giá là một trong số những con trong tầm giá đánh rất là ngon ở trong tầm tiền rồi. Thụt hơi phía sau. Đấy, thụt hơi nó làm phần ống sâu thụt vào trong, nó cho chất âm nó như âm súp em. Công suất là 30W một loa và một cặp sẽ là 60W. Phía sau đây là kẹp loa này anh em nhé. Dây loa nó cũng làm cực kỳ xịn luôn. Anh em nhìn dây loa cũng xịn anh em nhé. Hãng nó rất đầu tư cho cái bộ này. Công suất của cục dàn sẽ là 48W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. Kẹp loa đánh loa trở kháng 6 ohm ghi rõ luôn. Cổng kết nối nguồn này, kẹp anten AM/FM phục vụ nghe đây. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với cái giá là bao nhiêu? Con này hiện tại mình đang để cho anh em với cái giá là chỉ có 1.300.000 thôi anh em nhé. 1.300.000 cho cái mã Panasonic PM47MD này. Và bây giờ mình sẽ play thử chất âm để cho anh em nghe để xem con này nghe có hay không, đúng không? Nghe có hay không? Bỏ số tiền ra có xứng đáng không? Mình nghĩ là với giá cái giá 1.300.000 thì rất xứng đáng luôn. Con này nghe cực kỳ hay anh em nhé. Đây. Đấy, chất bát ngon luôn. Có quay nhỉ anh em nhé, màn này màn LCD. Vu quy vì mưa gió không về trên trường.
ok chưa anh em? Mã số 03 em nhé, 1.300.000. Tiếp đến là mã số 05, anh em thể nhìn ở đây. Thì đây là một con dàn VIP đến từ thương hiệu Onkyo, nó chính là con Onkyo CR555, một trong số những mã dàn của Onkyo có chứng chỉ Hi-Res anh em nhé. Hi-Res là gì? Chứng chỉ mà gọi là giải mã, gọi là tín hiệu tuyệt đối anh em nhé. Tín hiệu gọi là chuẩn cận nhất với cả Hi-En anh em không? Hi-En là đồ gọi là cuối cùng của âm thanh này, âm gọi là âm thanh cao cấp đấy. Thì con này là có chứng chỉ Hi-Res, nó giải mã cực kỳ hay luôn. Con này giải mã 24 bit và 192kHz anh em nhé. Cho cái chất âm giải mã rất là ngon. Và con này mặc dù không ghi cái công nghệ VL Digital ở trên mặt trước, nhưng mà mặc định con này đã được tích hợp công nghệ VL Digital ở bên trong rồi anh em nhé. Tích hợp công nghệ sẵn công nghệ VL Digital rồi. Con này chơi CD thì cực kỳ ngon. Anh em đi một chút, chơi CD cực kỳ ngon. Chơi cả USB luôn anh em nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX. Và có hai cái đường giải mã optical in ở phía sau để phục vụ em giải mã 24 bit chuẩn. Và con này chuẩn ra quá đỉnh luôn, rất chi tiết, và nó là một con mã dàn rất là cao cấp của thằng Onkyo. Màn hình nó rất là đẹp luôn anh em nhé, chữ sáng đẹp này, bát chép chỉnh trực tiếp trên mặt đấy, có chỉnh ba lăng này, ba lăng trái phải đấy. Đây là super bát này, on hay off này đấy, ra bài. Đây là cái nút chỉnh mà anh em có thể tùy chọn các cổng đầu vào, line 1, line 2, aux in, optical này, co cyan, USB này, FM này, AM này đấy, và CD. Ok chưa anh em? Đây deck bài các kiểu, volume chủ này. Nói chung là con này là một trong số những con rất là ok. Cấu hình loa nó sẽ là cặp NX10 anh em nhé. Bên Nhật ghép sẵn như này rồi. Bên trên là một con chép cao cấp dòng 8 vít đến từ thương hiệu Onkyo, nó là chính là con chép đôm mũi đạn 8 vít anh em nhé. Bên dưới là con bát đường kính 12 cm, gân gọi là gân sợi keva. Đấy. À màng sợi keva xin lỗi anh em nhé, gân là gân lụa tẩm dầu. Đấy, cực kỳ bền luôn, bền vĩnh viễn với thời gian, thụt hơi mặt trước, cho chất âm rất là căng luôn anh em nhé. Phía sau bộ này thì có cái gì? Anh em để nhìn thấy thùng loa toàn bộ là phủ sơn đen bóng piano anh em nhé. Phủ màu này màu bóng lử piano luôn, có thể soi gương được. Em để nhìn thấy cặp loa phải nói là anh em nào ở bên ngoài nhìn thì sẽ thấy nó bên ngoài nó còn đẹp hơn ở bên trong video nhiều anh em nhé. Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 140W. Và riêng con này thì sẽ chơi tốt phòng 40m2 trở về, đánh rất là hay luôn anh em nhé. Công suất phía sau đây, cục dàn sẽ là 65W điện nguyên bản 100V. Kẹp anten FM phục vụ nghe đài, optical in phục vụ giải mã 24 bit, và có một cái cổng co cyan nữa cũng là giải mã tín hiệu số nhưng mà theo cáp hoa sen, cáp đồng đấy. Line in này, line in line out đầy đủ anh em nhé. Cọc loa toàn bộ cọc loa bắp chuối, cũng kẹp loa từ 4 đến 16 ohm giải loa siêu rộng luôn. Anh em chơi được hầu hết tất cả các loa trên thị trường nếu như sau này có nhu cầu thay đổi loa. Nhưng mà mình nghĩ với ghép combo này thì không cần thay loa luôn. Cặp này quá đỉnh luôn anh em nhé. Cặp này nó đỉnh hơn cặp loa gốc của đi theo cái bộ dàn CR555 này nhiều. Cặp này nó là một cái cặp cao cấp hẳn lên hơn rồi, cặp NX10 anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ play thử chất nhạc để cho anh em nghe. Và giá bộ này hiện tại bao nhiêu? Giá combo này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em với giá là 7.500.000 anh em nhé. 7.500.000 cho một cái bộ cao cấp như này, chuẩn Hi-Res anh em nhé, chuẩn Hi-Res luôn, chơi cực kỳ hay. 7.500.000. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em. Thành tên đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ấm tình mình anh quá khứ tuy hoa màu, tương lai mình gần nhau. Biên cương không mây xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng, giờ vui nếp kinh nhân.
ok chưa anh em? Cái mã dàn số 05 mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt là chỉ có 7.500.000 thôi anh em nhé. Gần như là giá bên Nhật, anh em nào mà mua bên Nhật đấu giá về thì chắc nó cũng bằng luôn 7.500.000, thậm chí còn đắt hơn anh em nhé. Mình bán coi như bán bộ này về là để giao lưu thôi. Ok, mã số 03 1.300.000. Hai cái cục này thì là một bên trên là 2.000.000, bên dưới là 1.500.000 anh em nhé. Cái mã số 01 loa Edifer Bluetooth rất là ngon, hiện tại mình đang để cho anh em với giá cực kỳ hữu nghị chỉ có 3.500.000 thôi. Ok anh em nào quan tâm có thể alo cho mình hoặc Luân để có thể mua được những cái sản phẩm ưng ý nhất nhá. Xin chào anh em.